copier for Ren in Saigon. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel Hiệp Tính Phát. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách download và cài đặt driver in cho máy in phun màu Epson L1210. Thì đầu tiên các bạn sẽ kết nối cáp nguồn cũng như là cáp in USB. Một đầu các bạn cắm nối cáp USB lên trên máy in và một đầu còn lại các bạn cắm lên trên laptop hoặc là máy tính để bàn của các bạn. Rồi, cái chỗ này là chỗ để giấy vào. Chỗ này là chỗ ra giấy nha. Sau đó bạn sẽ mở nguồn của máy in lên và cắm kết nối cáp in USB lên trên máy tính của các bạn. Nè, bây giờ mời các bạn cùng lên máy vi tính thì chúng ta tiến hành download và cài đặt driver in nha các bạn. Và bây giờ trên máy vi tính thì các bạn sẽ lướt chuột phải vào biểu tượng Disk PC, chọn Properties. Ở đây chúng ta có Windows 11 Pro phiên bản 60 terabit. Sau đó các bạn sẽ vào Google. Các bạn gõ từ khóa là driver Epson L1210 Win11. Enter. Các bạn chọn link đầu tiên của epson.com.vn. Link download mình sẽ để trong phần miêu tả video, các bạn có thể vào đó download cho nhanh. Rồi, các bạn lướt vào chữ driver ha, hệ thống vận hành Windows 11. Winter Driver for Win 6 Terabit. Lít vào chữ Download. Upset. Lúc này tôi sẽ cắm kết nối cáp nguồn. Cắm cáp in USB lên trên laptop. Đồng thời tôi sẽ mở cái control panel lên. View Device Winter. Các bạn thấy Windows 11 nó tự động nhìn thấy phần cứng của cái Epson L1210 series. Windows 10 và Windows 11 nó sẽ tự động nhận driver. Thì cái driver này chỉ là driver basic cơ bản nha các bạn. Nó không có những cái option hỗ trợ, công cụ hỗ trợ kiểm tra mực. Cũng như là cách in test những cái màu mực ở trên cái máy in Epson L1210. Nên là chúng ta cần phải cài đặt driver in nha các bạn. Từ trang chủ đây. Driver mình đang download về nè. Sau khi download về xong, các bạn sẽ mở lên. Và bấm Yes. Rồi, các bạn để như thế này luôn. Bấm OK để tiếp tục cài đặt ha. Start the printer là mặc định ưu tiên. Chọn cái máy in Epson L1210 khi các bạn in. Còn Automatic Only Update Software là tự động cập nhật update những phiên bản software mới nhất của Epson L1210 từ trang chủ của hãng Epson nha các bạn. Rồi, lựa chọn ngôn ngữ cài đặt. Các bạn có thể lựa chọn những ngôn ngữ cài đặt trong những cái tùy chọn dưới đây. Có thể là lựa chọn tiếng Việt hoặc là tiếng Anh. Trong video Windows 10 thì tôi đã chọn tiếng Anh ha. Windows 11 tôi chọn tiếng Việt cho các bạn. Và sau đó bấm OK. Chấp nhận. Tích vào chữ chấp nhận. Và bấm OK. Đã thiết lập xong. OK. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại cái device printer. Đây cái Epson L1210 ha, sorry. Các bạn lít chuột phải lên chọn Winter Properties. Lúc này cái giao diện sẽ khác nha các bạn. Tab Serial Reference. Đây các bạn thấy ha, những cái thanh công cụ đã hiển thị ra. Thì cái cỡ tài liệu này các bạn chọn là A4 nha. Việt Nam chúng ta sử dụng giấy A4. Rồi, những cái cài đặt dưới đây, loại giấy thường, giấy
thường là giấy A4 bình thường mình nên nói các bạn. Còn giấy in bổng, giấy gì siêu bóng, những giấy in màu của Epson các bạn chọn ha, đúng loại giấy. Rồi bình thường các bạn nếu in màu thì các bạn chọn vài chữ màu, nếu các bạn in tông màu đen trắng thì chọn dãy màu xám. Thì các bạn thấy nè, cái logo, cái icon dưới đây nè, khi các bạn chọn dãy màu xám thì nó ra tông màu đen xám thôi ha, đen trắng thôi. Tương tự như vậy, Atap Advanced, Vintin Default, thư các bạn chọn thành A4, loại giấy thường, chất lượng chuẩn, màu hoặc là dãy màu sáng. Chất lượng thì nháp, chuẩn và cao, tương ứng ba chế độ in. Nháp thì in nó không được đẹp ha, chuẩn thì in bình thường, cao thì chế độ in chất lượng độ phân giải cao thì cái hình ảnh in ra sẽ đẹp hơn bình thường, đồng nghĩa với tốc độ in sẽ chậm hơn nha các bạn. Ngoài ra thì nó còn cái tab bảo dưỡng, thì bên trong này để các bạn sẽ kiểm tra cái đầu kim phun cũng như là làm sạch đầu in hoặc là vệ sinh tăng cường. Nếu các bạn để ra vào Windows tự nhận thì nó sẽ không có những cái option này nha các bạn. Rồi, sau khi cài đặt xong hết thì chúng ta sẽ lít vào chữ Green Test Bay để in kiểm tra xem là đã cài đặt và thành công chưa. À, như vậy là chúng ta đã cài đặt ra và in thành công cho cái Epson NL1210 trên hệ thống Windows 11 rồi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu bạn thấy video hay và hữu ích, tặng cho mình một like, share, subscribe, bật chuông để luôn luôn được nhận nhiều video chia sẻ mới nhất nha các bạn. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.